Chào mừng các bạn đến với kênh Lớp Nha Trang. Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa các bạn vào một cuộc hành trình đầy bí ẩn và kỳ thú giữa rừng sâu, nơi mà những kho báu thiên nhiên ẩn mình chờ đợi sự khám phá. Bạn đã từng nghe đến hồi xuân thảo chưa? Loại thảo dược được mệnh danh là trụ cột sức khỏe, giúp con người duy trì sự trẻ trung và trường thọ. Nhưng câu chuyện làm thế nào mà người ta phát hiện ra loại thảo mộc quý giá này và những bí mật ẩn sau công dụng thần kỳ của nó thì không phải ai cũng biết. Hãy theo chân chúng tôi để khám phá câu chuyện của một người phụ nữ dũng cảm, người đã vô tình tìm thấy loại thảo dược hiếm hoi này trong một cuộc phiêu lưu đầy gian nan. Chỉ cần vài phút nữa thôi, bạn sẽ được chìm đắm trong những câu chuyện ly kỳ và bất ngờ về hồi xuân thảo. Đừng bỏ lỡ nhé, bởi những gì chúng tôi sắp kể sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Một ngày nọ, giữa những ngọn núi hùng vĩ của rừng sâu, một người phụ nữ dũng cảm tên là Mộng Linh đã quay trở lại để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những loại thảo dược quý giá. Không ai ngờ rằng, lần này cô lại may mắn phát hiện ra hồi xuân thảo, một loại thảo dược cực kỳ hiếm có, được người xưa gọi là linh thiên trụ bất lão, với ý nghĩa giúp người sử dụng kéo dài tuổi thọ và duy trì sự trẻ trung. Từ sáng sớm, Mộng Linh đã chuẩn bị sẵn sàng với chiếc cùi nhỏ tự chế, mang theo dao và điện thoại, tiến vào rừng sâu. Con đường lên núi đầy thử thách, với nhiều trở ngại không ngờ, nhưng những dòng suối trong vắt và mát lạnh đã làm dịu cơn khát, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Mỗi bước đi, cô thầm cảm ơn núi rừng đã ban tặng những báu vật quý giá này. Hồi xuân thảo, loại thảo dược quý hiếm và được mệnh danh là trụ cột sức khỏe, không chỉ tồn tại trong những câu chuyện kỳ bí mà còn hiện diện ngay trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Được biết đến với tên gọi khác là linh thiên trụ, hồi xuân thảo là một trong những loại thảo mộc có công dụng thần kỳ trong việc duy trì sự trẻ trung, kéo dài tuổi thọ và phục hồi sinh lực cho con người. Việt Nam, với hệ sinh thái phong phú và đa dạng, là nơi lý tưởng cho hồi xuân thảo phát triển. Những dãy núi cao, những khu rừng nguyên sinh tại các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên chính là nơi bạn có thể tìm thấy loại thảo dược này. Đặc biệt, hồi xuân thảo thường mọc ở những vùng đất cao, nơi có khí hậu mát mẻ và độ ẩm cao, điều kiện lý tưởng để thảo dược này phát huy tối đa công dụng của mình. Hồi xuân thảo tại Việt Nam từ lâu đã được người dân địa phương sử dụng trong các bài thuốc dân gian để chữa trị nhiều loại bệnh. Những người cao tuổi hay những ai muốn duy trì sức khỏe và sự trẻ trung thường tìm đến loại thảo mộc này để bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực và thậm chí là cải thiện trí nhớ. Điều này không chỉ là một phần của văn hóa sử dụng thảo dược mà còn là minh chứng cho giá trị thực tiễn của hồi xuân thảo đối với sức khỏe con người. Chính nhờ công dụng vượt trội và sự phổ biến trong dân gian, hồi xuân thảo ngày nay không chỉ được săn lùng bởi những người sành về thảo dược mà còn là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm khai thác hết tiềm năng của loại dược liệu quý này. Với sự phong phú và dồi dào của hồi xuân thảo tại Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng đất nước mình là một trong những nơi cung cấp loại thảo dược này cho thế giới. Mộng Linh quyết định tổ chức một buổi trưng bày nhỏ, khoe những cây hồi xuân thảo mà cô đã tìm thấy. Một người đàn ông trung niên đã không ngần ngại chi ra hàng triệu đồng để mua chúng, vì ông tin rằng chúng sẽ giúp ông và gia đình duy trì sức khỏe tốt. Số tiền mà Mộng Linh thu được từ việc bán hồi xuân thảo lên đến cả chục triệu đồng, một con số không nhỏ. Nhưng điều quý giá hơn cả là niềm vui khi cô có thể chia sẻ những giá trị từ thiên nhiên với mọi người. Hồi xuân thảo không chỉ là một dược liệu quý, mà còn là biểu tượng của sức khỏe và sự trường thọ. Dù vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá hết về loại thảo dược này, nhưng rõ ràng nó mang lại những lợi ích tuyệt vời mà con người không thể phủ nhận. Đây là câu chuyện đầy thú vị mà kênh Lớp Nha Trang muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng, qua những chia sẻ này, các bạn sẽ cảm thấy hứng thú và tò mò hơn về những loại thảo dược quý giá ẩn mình trong thiên nhiên. Hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện kỳ thú tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.